Hello hello tất cả các em nhá. Chào tất cả các em. Anh em ơi, ngày hôm nay thì tôi có khoảng 50.000 tỷ tích cóp mấy tháng liền. Chiều nay mới hội ý với cả anh em bảo là bây giờ sắp đến giải đấu STV Champions League rồi mà đội mình yếu quá. Đang chưa biết phải như nào. Thì anh em có thể gọi là giúp tôi, cùng tôi cầm 50.000 tỷ này đi build một cái team gì đó Netflix được không? Đó, đang chưa biết build một cái team gì. Với đầu tàu gọi là Hungry Eto thì anh em góp ý với tôi một chút. Này nhìn phố nhỉ, bình thường mà anh em. Bình thường mà. Còn FC không thầy ạ? Không biết FC mới nhỉ? Hình như là hôm trước tôi dùng hết FC của Oh my god. Gì? À, quà của anh trai FC Online. Quà anh trai FC Online. Ui. Ôi trời ơi, quá anh cho FC Online rồi. Ôi sự kiện nào ngon không nhỉ. Ôi 30.000 FC ạ. Chưa bao giờ nghĩ là mình có thể có nhiều FC như vậy. Ui tầm này build team gì nữa. Này tôi chơi hai vòng sự kiện đặc chính. Ạc này mà chuyển được 10.000 FC cho em thì tôi mấy ui ạc này mà chuyển được anh chuyển hết luôn cả 30.000 cho chung luôn chung ạ. Chứ anh có cần FC làm gì đâu. Anh ơi donate anh 500k được cờ lê không anh. Ui cảm ơn đàn em anh Finde nha. Em thử đi, em thử tí đi. Cảm ơn em nhiều, em thử một cái đi. Ui, em tên Nguyễn Tâm nha anh. Ui, cảm ơn đàn em anh Vinê nha. Đàn em anh đã chi phối thể lân với 500.000 đồng. Gì? Em tên Nguyễn Tâm nha anh. Trời ơi, luôn hả? Cảm ơn em nhiều. Em tên Tâm Nguyễn, ui cảm ơn em nhiều. Nhưng mà em ơi, anh nói đùa mà sao em thử thật vậy. Cái này phải chia sẻ thật lòng với em là 500 thì chưa cầm được cờ lê ở trường làng em ơi. Anh đùa mà, sao em lại làm thật. Anh cảm ơn em nhiều. Tặng cho Tâm Nguyễn nhưng mà gói này gói là gói mượn 3 ngày. Đồng ý không? Gói cờ lê giống kiểu S-VIP ấy. Gói 3 ngày. Tâm Nguyễn có đồng ý không? Cái cờ lê thực ra không bán. Mà chẳng qua là tặng thôi. Đó, thôi lần đầu em đến thì xin phép là gửi em trải nghiệm 3 ngày cờ lê của trường làng. Đó. Chứ phải biết sao, chứ phải biết sao. Bây giờ họp hội cờ lê đấy. Một tuần à? Một tuần. Một tuần được không? Một tuần được không anh em? Đó, anh chào cờ lê Tâm đã. Cảm ơn Tâm nhiều nha. Tặng Tâm cái. Trời đất ơi, đúng là content tự đến thật. Nay định build team ấy chứ tự nhiên lại lòi ra quả sự kiện. 1450 à? Mình làm một vòng xong mình để dành FC mình bao giờ mai có sự kiện mới mình lại làm cái nữa. Chị... Years later. Đang có 48.000 anh em ơi. Mở xem là một vòng được bao nhiêu FC nha. À bao nhiêu PP nha. Rồi. Ui 10.000 tỷ. 59.700 luôn. À mà Seva nó chỉ là thích thì mua thôi. Nói chung là thích thì mua đấy. Đó, ok chưa? Thoải mái. 57.000 trong tầm tay. Tí nữa tính sao? Đi dấu PP cái đã. Dấu vào cụ LC mở ngon hơn. Rồi lỡ có ai bán thì sao? Nếu mà có ai bán thì thầy bù đẫm em ơi. 38.400. Đẹp keng. Làm thì ra. Thầy được FC free. Vãi chỉ free đâu anh em. Đi quay anh trai FC online mấy ngày mới được đây. Làm gì có cái gì free anh em. HG lửa đấy. Đức Cam. Ui Gunzer 123. Đọc cái là được. Xin là cho. Gói HG return 100 cộng từ 5 đến 8. Mày đỡ. Đầu xuôi đuôi liệm á. Ôi mẹ cái gì đầu xuôi đuôi liệm vậy. Ai dạy. Cái gì mà đầu xuôi đuôi liệm. Nói cái gì kỳ cục vậy. Xong cái đám cưới là cái đám mà. Đừng lên tha lên tiền. Anh em đừng nói vậy. Làm một cái này đi. Làm con gì nhở. Củ tỏi cộng 9. Củ tỏi cộng 9 đấy. Siêu củ tỏi cộng 9. Và đây là ạc chính anh ạc của tôi anh em ơi. Lửa. Ơ. Ê Handanovic cộng 9 đi. Cũng cộng 9 là được. Nope. Ê nhọt luôn. Inter Milan biết đâu tôi không cộng 9 đi. Ơ lửa nờ. Hàn Quốc ET. Bắc Di Sung cộng 8 cũng được. Cộng 8 cũng bú mà. Ok. Ok. Ui toàn cộng 8 này. Ok 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 ok. Chết rồi giờ phải có gói trả lại đấy. Gói trả lại gói này đây. CC68 á. CC68 sao là gói trả lại được. Điên à CC68. Đây trả lại gói này đẹp keng. Đó. Tôm cờ lê bỏ lết. Mân đàn. Đấy trả lại hai gói này đi. Nhặt rác thế chứ bây giờ mấy gói chính lỏ ngay. Ui rồi lỏ không sao vẫn bú mà. Vẫn bú mà làm gì. Đó. À, rồi trả lại rồi đấy. Bắt cái bài liền. Nhìn bắt cái bài liền nè.
Giờ mới một gói nhá. Bây giờ tôi sẽ mới một gói này vào. Mới một gói này vào. Ok chưa? Xong rồi tí nữa đóng quả CC. Đóng quả CC đẹp keng. Kênh chat này hơi bị lỗi ở bên YouTube anh em ơi. Tôi chết lửa rồi. Trời ơi, lửa mới đau chứ. Min luôn. À min à, thế được. Thế được, thế được. Mồi quả này, mồi quả này. Làm cái lửa ôm nhau này, làm cái lửa ôm nhau nha. Đồ dây cô, ui, đồ dây cô đấy. 8 không? Còn mẹ em cộng 822 ôm nhau rồi, đùa đâu, cộng 7 kia. Ây da, nó. Đàn em anh Phiên Đi đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn em Tâm Nguyên nhiều. Em ngủ nha bay anh. Ôi đừng ngủ em ơi, ngủ giờ này mất clay đây. Phải thức đi, em chưa ngủ được đâu. Ôi HG. Cái gì ấy? Anh yêu à? Anh yêu đúng không? Anh yêu 122, 119 cũng được ấy nhở. Vợ em chửi. Trời ơi, từ bao giờ mà em phải vướng nhở? Sao em lại vướng như thế nhở? Mình là đàn ông mà em sao vậy? Em chưa lính rồi, em chưa lính. Anh bẹo bé bỏng à? Thì mà nhà ST là ôm nhau rồi. CM lại ra quả hàng của Phú Thảo nha. Anh cũng có vợ mà. Ừ. Vợ em sắp sanh rồi anh. À ok ok. Thế thôi em đi ngủ đi em ơi. Giữ sức khỏe cho vợ và bé. Cảm ơn em nhiều. Thôi anh không nói gì nữa. Đấy phải nói rõ ra mới biết được chứ. Chúc em ngủ ngon. Làm gì ITM? Làm gì ITM đẹp keng? EBS à? Ý LB. Manili. Yes sir. Bú. Từ từ nhá, bú con đấy phải mở tí rác đã. Cắt cầu đã, không có CC là cút đấy. Không có CC cút đấy. Rồi, min một tí. Ui, min ra cộng 5 luôn chứ. Thì dấu hỏi chữ mở là một món quà chứ còn gì. Nó đây này. CDM. Ê, giời, Asiang rồi. Trung Đình đã chi phối Thầy Lân luôn. Với... bù GK, con bạn cuộc đời. Ui bù GK. Ui bù GK. Trời đất ơi, bù nào nha rồi. Thằng này biết sao bây giờ lại trên 100 tỷ vậy. Bù GK. Bù là thấy ôm nhau rồi mà. Bù GK con. Hết vòng rồi. Vai trường. Tổng vệ sinh cái. Ờ cũng được ấy chứ. Đùa đâu. Được thoải mái luôn. Thế thôi đi mua xe vàng thôi. Con mẹ mất con 57.000 của tôi rồi. Vãi trường đấy có con 57.000 đâu người ta. Mà trời ơi 59.000 sao mà mua. 55.000 được không? Ai cho tôi đặt 55.000 thôi. Đặt 55k có bạn kêu nhả kìa. Đâu? Thật không? 56k mới nhả nhé. Tôi không cần. Tôi nói luôn nhá. Tôi giàu. Được chưa? Tôi giàu. Why? Seva ITM. Here we go. Lên 3 nào anh ơi. Có Seva bao giờ lên 2 vậy? Đập thẻ này là một bộ môn nó đòi hỏi sự kiên nhẫn anh em ạ. À. Con mẹ Seva này. Ui. Hello 2 hủy nhớ tôi không? Không. Đừng enter nữa thầy ơi. Enter vui mà. Sợ vãi trường spam gì thì kẻ enter nó lên liền mà. Lên đơn giản mà. Có gì đâu mà anh em ấy. Có cái gì đâu. Công với trả thức làm gì. Lên liền. Bạn là nhất. Bạn là nhất nhá. Lên 3 luôn đây này. Ngồi im từ đầu like đến giờ. Sao cuối vậy? Cùng cũng lên, em khóc rồi. Khóc rồi cái gì, bình thường lên phát nó lên 3 liền à. Ui, sắp hết vòng sự kiện luôn nữa. Sắp đốt hết cái vòng sự kiện vào quả xe vai. Ủa xe vai tốn kém vậy. Đủ lên được 3. Kèo gì, củ lỏ kèo gì. Cho cái kèo. Lên 3 trong tầm tay, ok chưa. Ui. À... đập nhiều quá ngáo rồi. Thế mà nó lại lên. Thế mà nó lại lên. Nhiều thật. Tay để im nhá. Không giống bay nhá. Yes sir. Bắc. Thế mà nó lại lên. Xong. Cucuzilla. Một món quà. Ok. Lên đường. Lên đường.
ngọt sặc. Vào sân bé ơi, ê xe vào sân bé ơi. Làm dịch dê về với anh, 2.700 anh không thiếu, anh lo cho em được. Về đây với anh. Thôi, trải nghiệm Seva thì anh em ơi, trải nghiệm của Seva phát. Hữu Đức đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Đức. Thế đâu thầy em vào muộn à? Thầy ký đờ si những bản hợp đồng nào rồi à? Thầy ký đúng một bản hợp đồng của Đức ạ. Đó là Seva ITM cộng 3. Yes sir. Wow, 60.000 tỷ. Giá trị thật. Hơn 60.000 tỷ. Trời đất ơi. Ủa chạy kìa. Vãi chạy kìa. Seva này đầu chọc vào thầy nhìn không quen nữa đâu. Seva có tóc mà. Seva này tóc ngắn. Seva này là Seva về già. Ra là chu bẩy nhanh vậy. Ngày trước không biết cái vụ gọi là vlog là phải mấy cái clip là phải reaction sau đâu. Nhưng từ đợt gà rán người ta nói mình mới biết đấy. Gà rán bảo là ngày đầu tiên là ngày để dồn view cho kênh chính. Còn anh em nào thích reaction thì để sau. Nên từ đấy về sau là cứ sau một ngày đã. Muốn reaction thì reaction. Ngày xưa là cứ thấy là ai có vlog mà xem là phải reaction luôn. Nhưng bây giờ sau một ngày các bạn. Nhẹ thế. Ai à, trời ơi, trận này vẫn chưa khai thác được hết cái đẳng cấp của Seva đâu đấy. An nhân viên của chủ tịch Ly đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cái gì mà an nhân chưa viên ngủ chủ tịch à, Ly chủ tịch. Cái gì nữa An ơi, cái gì đấy? Cái gì vậy An? Cảm ơn An nhiều nha. Vậy một Seva sút ảo thế, sút thế cũng vào ạ. Đúng là 60-70.000 tỷ đá khác. Gì đấy? Nào. Giá trị của 150.000 tỷ. Một con này bằng nguyên cái đội hình lúc trước của tôi luôn á. Hay thế nhở? An nhân viên của chủ tịch Huy đã chi phối thể lân với 10.000 đồng. Còn đấy. Chạy đi. Ui, ghê vậy. Đi gôn cái này. Há tay Acho anh ơi.
ra, mình biết là không phải góc trái rồi. Hữu Đức đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Đức nha. Thầy nghĩ sao về thư ký thứ ba? Chân dài 1m75, mỗi tội giữa hơi cộm tí. Bỏ cái hơi cộm đi là được đấy. Bỏ hơi cộm đi là khéo là ok đấy. Mà C3 phản bội tôi rồi, đùa. C3 phản bội tôi rồi. Ôi các bạn nghỉ em ơi. Chúc anh em trường làng ngủ ngon nhá. Hẹn anh em, bye bye anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều buổi tối ngày hôm nay. Chúc anh em ngủ ngon.